molto bello, molto elegante, molto signorile, degno sì. di te. Tu meritavi solo un grande ristorante, io ti ci ho portato. Hai capito? Sì. Hai vợ chồng dừng chân ở một nhà hàng, cái view rất là đẹp luôn. Trời ơi, trong rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. Đẹp ha, mình ngồi trên lầu á, nên không có ai hết, ngồi trên tầng trên nha. Dạ anh nhỉ? Đói bụng quá à. Trời, đi từ sáng đến giờ luôn á. Bây giờ bên Pháp là 2 giờ trưa rồi, đói bụng ghê luôn á. Giờ này người ta ăn cũng gần xong rồi đó. Đây, gọi món gì ăn đây? Ecola. Đây là salad cá hồi các bạn ơi, ngon lắm. Đây, salad cá hồi. Đúng là nhà hàng cao cấp, trời, cái đĩa nó còn to hơn cả mình nữa cả nhà ơi. Cơm, sốt, cá. Đây, có 2 miếng cá ở trên nè. Cái gì? Riso, finalmente. Mangi il riso, sì. C'è un po' che ti manca. Sì, sì. Da quanto è che non lo mangi il riso? Hai vợ chồng đang cơm cá. Ngon quá cả nhà ơi, cơm sốt cá ngon ghê luôn. Ôi, nhà hàng đẹp quá đi. Parce que 6 euros les viandes. Đây là món tráng miệng nè. Evian. Speta. Sì. Che dopi.